chắc chắn đừng dĩ mơ đồng vai trai em các bạn ạ, với mặt mặt những kiểu về béo. Hello, xin chào tất cả bạn, và chúng ta sẽ đến với một màn gọi là reaction lại cái một cái series phim ngắn tập của công ty Vi Găm Bính, và đặc biệt là có Mèo 24 và các diễn viên và các streamer ở trong Vi Găm Bính ấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ reaction lại tập 5. Thì trước khi reaction tập 5 thì mình sẽ chúng ta sẽ xem qua tập 4 một chút. Đấy rồi. Thì lấy 40 nhân cho 8 thì bằng. Sai rồi. Tần số âm thanh sẽ là 1900 9095. Túm cổ mấy cái thằng này, bạn mà tụ tập cái gì đúng không? À, thực sự đây là một cái series gọi là series phim kiểu giống như là hồi ức lại kỷ niệm của tất cả chúng ta đều biết, những cái bạn nào chỉ nick và 8x đều biết là Doraemon đấy. Thì các bạn nào mà xem hoạt hình ấy thì các bạn sẽ thấy là cả series này nó nôm na giống như kiểu là hoạt hình luôn. Các cách thức đọc những cái câu từ hoặc là cái cách thức kiểu la về cái cảnh dừng phím thì nó rất là giống hoạt hình luôn, nhưng đấy sẽ là đời thực của công ty Vi Găm Bính các bạn nhé. Tập trước tập 4 các bạn nhé, các bạn có thể theo dõi fanpage Mèo 24 nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là khi mà đọc tiêu đề ấy, thì kiểu cái câu nó giống như nó sẽ không có dấu ấy, giống như kiểu là cái con nít nó đọc, là chúng mình đã xem hoạt hình rồi, các bạn đã xem các bạn đều biết đấy. Bánh mì nghe lời, và tập này còn xuất hiện đấng ý mơ các bạn nhé. 4 tập trước thì không có, nhưng tập này 4 tập trước thì hầu như xuất hiện 3 diễn biến đó, đó là Mèo 24 này, Mỹ Chú và Huynh Nga Lan nhé. Đây là Nobita này, quay slow motion rất chất các bạn nhé, quay slow motion rất là chất đấy. Đây là Nobita nhá. Dành các bạn nào mà có tập 5 mà chưa có tập 1, tập 2, tập 3, tập 4. Doraemon. Đây là Mèo 24 tập 3 Doraemon nhá. Đang cầm cái điện thoại gì đấy không biết. Mặt đều lắm. Nó bị chen đánh nè. Chắc chắn đừng dĩ mơ đồng ba cho em các bạn ạ. Với mặt mặt những kiểu bẹp béo. Lại bị đánh, cụ kể tớ nghe coi nào. Mơ đọc đồng ba cho em. Thì các bạn xem Imer đồng ba chén rất là hay nhá. Và Nobita sẽ về câu cứu Doraemon. Cứ bình thường nó rầm rầm như hoạt hình vậy. Chuyện là như vậy đó. Cậu có cách nào để giúp tớ không? Chứ tớ cay nó lắm rồi đó. Sẽ có một cái là bánh mì thần kỳ. Mì sẽ đọc kịch bản luôn. Bánh mì thần kỳ sẽ cho trai em ăn và nó sẽ bị đau hay gì đấy. Thôi tớ hiểu rồi. Để tớ có món bạo bối này cho cậu. Bánh mì thần kỳ mà lại chịu quả nữa. Bánh mì nghe lời. À quên, bánh mì nghe lời. Cái đây có bị móc. Chắc là quá trời xài á. Đây là một bánh mì rất là kỳ diệu. Ai ăn bánh này vô sẽ nghe mọi lời cậu nói, làm theo mọi thứ cậu yêu cầu. Ê, tụi tôi nói xong mà. Nói đó, tao biết rồi. Gặp đấng chắc chắn đấng với cho em luôn cơ. Oh no. Căn bản là khi cầm cái bánh mì kiểu là phải có câu thân chú, các bạn hiểu không? Nhưng mà khi mà Nobita cầm cái bánh mì đi ấy thì kiểu không biết câu thân chú, kiểu cầm ra từng nghe lời ấy là bị đợi che, nó đập như gãy chân đến tiếp. Chắc chắn phải có câu thân chú. Cậu gạt tớ, bánh mì không có tác dụng. Mình đi ra ngoài hẻm gặp một con chó, mà trong khi đó mình thảy bánh mì cho chó ăn luôn, nhưng mà nó không nghe lại mình. Đình. Tôi đã nói hết với cậu đâu, bánh mì không có tác dụng với động vật. Vậy sao cậu không chịu nói sớm? À, tôi biết dùng cho ai rồi. Trời em, quả này là gặp được gì mà. Chưa nói xong mà. Đừng nghĩ mơ. Ôi. Đấy là thiếu có câu tâm chú. Pha này sẽ bị đập tiếp. Wow, có tâm chú. Nhìn đẹp thiệt. Mẹ mẹ. Hết hồn, quỷ hả? Mẹ đang làm đẹp, tránh ra chỗ khác. Con có cái bánh này cho mẹ nè, ăn đi, ngon lắm. Cái bánh mì này sao nó đen đen vậy ta? À, cái bánh mì này người ta nướng hơi khét, nhưng mà ăn đi, ngon lắm. Ăn vào thì sẽ không có công dụng các bạn. Cái
bánh thì nó ngon, mà sao nó kỳ kỳ vậy ta? Mẹ, cho Nobita 500k đi. Bữa giờ ở nhà bí bách quá. Mày nói chuyện với bạn như vậy hả? Phải đọc câu tên chủ các bạn ạ, chứ không đọc câu tên chủ thì nó sẽ trái ngược lại. Cậu dậy cái tương lai của cậu đi. Bánh mì của tớ đưa cho mẹ ăn, chả có nghe lời gì hết trơn á. Tớ quên nói với cậu, bánh mì không có tác dụng với người lớn hơn mình 3 tuổi. Vậy cuối cùng bánh mì này có tác dụng với cha em không? Chuẩn luôn. Được, cha em chắc chắn là được. Thì này mà chết mày với tao rồi. Sau đây ca sĩ cha em xin trình bày một bài hát được mày. Đừng, là giống như đừng là hai đó các bạn ạ. Tên là Trắng Thịt Bò. Sáng thịt bò, thịt bò xay khô, dẫn ra rồi xào chân bơ. Cha li a li cha li cha li a. Như các bạn biết, ai xem Doraemon nên biết đôi chén thì có cái giọng hát rất truyền cảm đó. Kiểu như bị đấm, cái kiểu này là không biết các bạn có hiểu không, cho mình hiểu rồi đấy. Ăn giọng hết đi con heo. Nghe lời quả này, nghe lời. Bị súng cho bao. Cái quả này bị đẩm u đâu luôn này. Hả? Thì đấy. Có Trần nha mày. Mốt còn sau đó chỗ bố đang hát là có Trần á. Sao lại cái thái đậm nhẹ các bạn nha. Rồi thì như vậy thì đã hết tập 5 rồi. Và như các bạn biết, nếu mà theo dõi cái CD Doraemon của cái tập CD này thì xem nó rất là dài kỹ. Và để các bạn nào cho coi tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, các bạn vào fanpage Mèo 24 để các bạn có thể xem nhá. Và hẹn gặp các bạn vào tập Jackson tập 6 nhá. Rồi, bye bye các bạn.